Xin chào mọi người, nay thứ bảy mình đến một tiệm trà sữa Gong Cha mới mở cửa ngay cái khu vực mình đang ở. Tiệm này mới mở cửa tuần này thôi, nên là grand opening cho nên là đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1. Hi, can pick up an order for long chain. Oh yeah. You guys just opened this week? Mm-hmm. Oh, yeah. Oh, okay. Yesterday. Yesterday. Oh, wow. You can insert the chip right here. Yeah. Yeah. And the grand opening lasts for how long? Yeah. Well, so our buy one get one free lasts until Sunday, so tomorrow. Tomorrow. Oh, wow. I'll come back tomorrow. Oh, okay. Oh, do we already make these? Yeah, we already. Oh, okay. Don't worry about it. Oh, would you like a receipt? Oh, that's good. Here you go. Thank you so much. Thank you. Thank you. You have a nice day. You too. Rồi, cái tiệm này mới mở cửa ngày hôm qua các bạn. Và cái khuyến mãi mua 1 tặng 1. Mình mua 3 ly trà sữa chỉ có 11 đồng thôi. Quá rẻ. Ngày hôm qua thì mình mua trà sữa của thằng Kung Fu Panda. Ủa, hôm qua mình mua trà sữa của thằng Kung Fu Tea thì tới 3 ly trà sữa, tới 30 mấy đô lận. Tính luôn tiền deliver. Còn hôm nay mua 3 ly trà sữa thì chỉ có 11 đô thôi. Mà mình tự đến mình pick up luôn. Đây coi có gì nha. Nghe là peach green tea, lemon ayu with white pearl, mango green milk tea. Chỉ có 11 đồng 3 ly này thôi các bạn, 11 đồng 3 ly. Và cái khuyến mãi nó kéo dài đến ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi nên chắc chắn ngày mai mình sẽ quay lại để mình uống tiếp. Rồi ok, bây giờ mình về mang về cho mấy đứa em họ của mình đây. Chào mọi người, mình là Long đây, mình mới về tới nhà. Mình đang vẫn ở trong xe và mình muốn làm một cái video ngắn để cập nhật cái tin tức mới nhất mà mình nhận được sáng nay về cái gói cứu trợ 3.000 tỷ mà Thượng viện vừa mới thông qua, Hạ viện vừa mới thông qua để cứu trợ nền kinh tế. Thì như các bạn đã biết đó, cái đợt vừa rồi á, cách đây 1 tháng thì Quốc hội đã thông qua cái gói cứu trợ hơn 2.000 tỷ đô để cứu trợ cho người dân và mỗi người đã nhận được 1.200 đô. Thì sáng nay Hạ viện Mỹ đã thông qua thêm một cái gói cứu trợ nữa đến 3.000 tỷ đô. Và đợt này mỗi người cũng sẽ nhận được 1.200 đô, nhưng mà một gia đình thì có thể nhận tối đa tới đến 6.000 đô lận. Trong khi lần trước thì một gia đình hai vợ chồng mấy bao nhiêu đứa con đó thì có thể nhận được tối đa là chỉ có 4.000, như 4.300 thì phải. Nhưng lần này một gia đình có thể nhận được tới 6.000 đô. Đồng thời không chỉ có những người thường trú nhân Mỹ hoặc là quốc tịch Mỹ, mà ngay cả những người không có giấy tờ cũng được nhận tiền đợt này. Thì đó là cái những cái mà Hạ viện đưa ra. Ngoài ra là ngoài cái tiền cứu trợ ra còn sẽ cung cấp tiền bảo hiểm cho những người nào bị mất việc. Như thường thường những người nào mà đi làm hãng hoặc đi làm công ty thì người ta sẽ có bảo hiểm của công ty người ta mua. Nhưng mà nếu mà người ta bị mất việc thì cái bảo hiểm đó cũng bị mất luôn. Thì đợt này là Hạ viện là yêu cầu chi tiền để mua luôn cái bảo hiểm cho những người bị thất nghiệp. Thường cái bảo hiểm đó thường nếu mà mình tự đứng ra mình mua, nếu mà không có công ty mua thì nó rất là mắc. Mà cái này mới là nhiều người khoái nè. Là Hạ viện trong cái gói cứu trợ đó, người ta yêu cầu trả cái tiền thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp cho người dân kéo dài cho đến tháng 1 năm sau. Như cái gói cứu trợ hiện tại thì người ta chỉ trả tiền thất nghiệp tối đa là đến hết tháng 7 năm nay thôi. Nhưng mà với cái gói cứu trợ mới này thì Hạ viện yêu cầu là sẽ trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người dân đến tận tháng 1 năm sau. Tức là bây giờ mới có tháng 5 thôi, đến tháng 1 năm sau, tức là 7 tháng nữa. 7 tháng nữa là người dân có quyền ở nhà ăn chơi sung sướng, vẫn nhận 600 đô một tuần. Một tháng được 2.400, quá khỏe, khỏi phải làm, khỏi làm gì hết. Đặc biệt là ngay cả những người theo đảng Dân Chủ ở phía Hạ viện, rất nhiều người cũng đã lên tiếng chống lại cái dự luật này, bởi vì người ta cho rằng cái dự luật này nó sẽ làm cho cái nền kinh tế nước Mỹ lụng bại, chìm sâu trong nợ nần. Nhưng mà cái đạo luật này mới chỉ được thông qua ở Hạ viện thôi,
và để được nó trở thành luật chính thức thì nó phải được Thượng viện chấp nhận. Thì khi cả Thượng viện lẫn Hạ viện chấp nhận thì cái luật đó mới được đưa lên cho Tổng thống xem xét, Tổng thống Donald Trump xem xét, và khi chỉ khi nào Tổng thống Donald Trump ký vào cái luật đó thì nó mới trở thành hiệu lực. Lần trước cái đợt 1 á, thì cái gói hai cứu trợ 2.000 tỷ á, thì nó được thông qua rất là nhanh bởi cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và Tổng thống Mỹ Donald Trump bản thân ông cũng ủng hộ cái dự luật 2.000 đô đó. Nhưng mà cái đợt này, cái dự luật 3.000 đô này á, 3.000 tỷ đô này á, thì chỉ có Hạ viện là thông qua thôi. Trong khi đó rất nhiều người thượng nghị sĩ ở Thượng viện, người ta đã lên tiếng là chắc chắn là khi đến Thượng viện thì người ta sẽ bác bỏ cái dự luật này. Thì cho nên là các bạn cũng đừng có mừng vội. Là theo mình thấy thì cái dự luật 3.000 tỷ đô này rất là khó được thông qua. Ngay cả ở Hạ viện nó cũng rất chật vật mới được thông qua. Với tỷ số sát sao thì đến Thượng viện chắc chắn nó sẽ bị bác. Mà nếu mà Thượng viện, nếu một cái phép màu nào đó nó được thông qua ở Thượng viện thì đến Tổng thống Donald Trump chắc chắn ông đã lên tiếng là ông sẽ bác cái dự luật này. Bởi vì Tổng thống á, có quyền phủ quyết những cái dự luật nào mà cả Thượng viện lẫn Hạ viện đều đã thông qua, thì ông Tổng thống ông vẫn có quyền phủ quyết. Mà để chống lại cái quyền phủ quyết này á, thì theo hiến pháp của nước Mỹ, để chống lại quyền phủ quyết của Tổng thống thì cần 2/3 phiếu bầu ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Theo mình nghĩ thì cái chuyện mà để cho người dân ở nhà ăn chơi xả láng đến năm sau thì cái chuyện là rất khó có thể xảy ra. Mà nếu nó xảy ra thì đó có thể là một cái sự kiện mà chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ nói riêng, mà có thể toàn thế giới nói chung, là người dân được ở nhà ăn chơi, không phải làm, nhà nước nuôi hết gần một năm trời. Thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả kinh tế rất khó lường các bạn. Bởi vì mượn bây giờ lần trước 2.000 tỷ rồi, bây giờ 3.000 tỷ nó là 5.000 tỷ thì không biết bao giờ mới trả hết nợ. Mặc dù vẫn biết rằng á, là khi nào mà nước Mỹ nó vẫn là cường quốc về quân sự, nắm về quân sự số 1 thế giới, thì dù nó mượn tiền của ai nó người ta cũng không dám đòi tiền nữa đâu. Cho nên là, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng những cái hậu quả kinh tế nghiêm trọng, giống như là người dân bây giờ cứ ở nhà chơi một thời gian dài như vậy á, thì dần dần người ta sẽ không còn cái ý chí muốn đi làm nữa. Và khi mà đi làm trở lại, giống như mình đi học đi mà mình nghỉ một thời gian nghỉ hè lâu quá, khi mình đi học trở lại mình cũng cảm thấy rất là lười. Thì bây giờ cũng như vậy thôi, nếu mà nghỉ làm lâu quá mà quay trở lại làm á, thì người dân người ta sẽ không muốn làm nữa, người ta sẽ tìm những cái cách khác, tìm cách để mà được ở nhà kéo dài. Thì mình không nghĩ đây là một cái dự luật thực tế mang có tính thực tiễn, mà thực sự mình theo mình nghĩ đó thì đây chỉ là một cái thêm một quân bài chính trị nữa của bên dân chủ. Để vì sao, thậm chí bên dân chủ người ta đã biết chắc chắn là cái dự luật này không được thông qua rồi, nhưng mà người ta vẫn cố đưa cái dự luật này ra là để sao, để tranh thủ cái vé bầu, cái phiếu bầu của người dân, để cho ủng hộ bên cái ứng cử viên tổng thống bên dân chủ, đó là ông Biden. Ông Biden là ông là phó tổng thống dưới thời Obama. Thì ông Biden này có thể được xem như là cái ứng cử viên sáng giá nhất của bên dân chủ. Mặc dù là gọi là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà so với ông Trump thì ông Biden này chắc cũng không có cửa để mà tranh cái chức tổng thống với ông Trump, theo ý kiến cá nhân của mình thôi. Bây giờ thật sự mà nói thì vai trò của một phó tổng thống như ông Biden này dưới thời Obama, cái vai trò của ông rất là nhạt nhòa, nó không có gây được những cái ấn tượng sâu sắc đối với người dân. Cho nên là thật sự mà nói, người dân người ta cũng không có cái gì ấn tượng về ông này để mà bầu cho ông. Trong khi ông Donald Trump thì rất là nhiều người thích. Cho nên là cái khả năng ông Donald Trump thắng gần như là phải nói là 90% rồi. Thì đợt này á, phía dân chủ người ta đưa ra cái dự luật này giống như là một trong những ván bài, quân bài cuối cùng người ta đánh ra để có thể giúp được ông Biden này có thể có thêm một chút tín nhiệm. Người dân người ta có thể là người dân người ta thấy bây giờ dân chủ, bây giờ nếu bầu cho phe dân chủ đúng không, thì mình sẽ được ở nhà có tiền thất nghiệp đúng không, khỏi phải đi làm, thì người ta sẽ thêm phiếu bầu cho bên phe dân chủ. Thì mình nghĩ đó là một chiếc bài của phe dân chủ để làm như vậy thôi, chứ thực sự mà nói mà để được thông qua thì rất là khó.
có thể có một cái bước tính nữa của phe dân chủ là bây giờ cho cứ cho nước đằng nào ông Trump ông cũng thắng thì cứ chơi cái quan bài này để coi để cho nước Mỹ càng nợ nhiều, nền kinh tế Mỹ nó càng nát, thì khi này cái nhiệm kỳ sau của ông Trump sẽ là một nhiệm kỳ rất là khó khăn đối với ông. Đúng không? Ông lên ông nắm thì giữ chức vụ tổng thống thêm 4 năm nữa trong khi tình trạng đất nước chìm nập trong nợ nần, nợ tổng cộng hơn 5.000 tỷ rồi, thì bạn thấy đối với một tổng thống thì cái này là một bài toán rất là khó. Thì đây có thể là một quân bài nữa của quân phe dân chủ, coi như một mũi tên bắn trúng hai đích, không được cái đích này thì được cái đích khác. Thì mình thấy là mình phân tích của mình thôi, còn cụ thể như thế nào thì mình cũng không biết chắc chắn, nhưng mà cái khả năng cao là cái dự luật này sẽ không được thông qua, nên là chúng ta cứ xác định tinh thần là chúng ta sẽ quay trở lại đi làm. Đối với mình là tháng 6, là tháng sau. Thôi mình sẽ kết thúc cái video cuối tuần này ở đây, và mình tính là sẽ đi ăn với đồng nghiệp như lời video trước mình nói, nhưng mà đồng nghiệp mình cũng vẫn đang rất là sợ, vẫn đang cách ly ở nhà, cho nên là có thể là phải đợi thêm 1-2 tuần nữa thì mình mới gặp lại bạn đồng nghiệp của mình được, và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video vào tuần sau, và chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại.